Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ bảy ngày 20 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ thi có sự tham dự của 3 thí sinh gồm Trần Tất Đạt, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, Trần Thế Tiệm, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Hoàng Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước Sở Tư pháp. Các thí sinh sẽ trải qua nội dung thi gồm 2 phần: thi viết kiến thức chung vào ngày 20 tháng 1 năm 2024 và thi trình bày đề án vào ngày 27 tháng 1 năm 2024. Thông qua kỳ thi, Hội đồng thi tuyển mong muốn lựa chọn cán bộ và vị trí Phó Giám đốc Sở Tư pháp có năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, am hiểu sâu về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong, có uy tín xứng đáng với vị trí lãnh đạo quản lý được bổ nhiệm. Hiện nay có 21 quốc gia vùng lãnh thổ đã đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nhật Bản dẫn đầu với 146 dự án, Hàn Quốc đứng thứ 2 với 64 dự án, Hồng Kông Trung Quốc đứng thứ 3 với 25 dự án. Các ngành nghề lĩnh vực đầu tư chủ yếu là sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và các sản phẩm quang học, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, hoạt động kinh doanh bất động sản, sản xuất ô tô và xe có động cơ khác, công nghiệp chế biến chế tạo khác, sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu. Tại các khu công nghiệp đã có 258 dự án FDI đi vào hoạt động. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp FDI hiện nay khoảng 62.000 người. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và mừng xuân Giáp Thìn 2024, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân. Tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức chương trình văn nghệ và trưng bày chuyên đề chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Giáp Thìn 2024, chợ Tết quê. Kế hoạch, Hưng Yên sẽ tổ chức bắn pháo hoa đổ tầm thấp đêm giao thừa tại 7 địa phương gồm thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và các huyện Văn Lâm, Khoái Châu, Văn Giang, Ân Thi, Yên Mỹ. Trong dịp này còn diễn ra nhiều hoạt động khác như triển lãm thư pháp hát ca trù chống quân, tuyên dương học sinh xuất sắc, tổ chức các giải thi đấu thể thao. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật hứa hẹn đem đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị trong dịp chào xuân mới. Vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ trình diễn 2024 chiếc flycam trước thời điểm bắn pháo hoa giao thừa. Đây là lần đầu tiên thành phố Hà Nội xác lập kỷ lục Đông Nam Á về màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái, có kết hợp âm nhạc với số lượng lên đến 2024 chiếc. Địa điểm được thành phố Hà Nội dự kiến là ở Hồ Tây và nghiên cứu thêm ở sân vận động Mỹ Đình. Theo dự kiến, màn trình diễn có thể bắt đầu từ 23 giờ đến 23 giờ 30 phút. Thành phố Hà Nội cũng đang lên kế hoạch kết nối điểm cầu để truyền hình trực tiếp. Sau khi đồng ý với kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Thành ủy đã giao Ban tuyên giáo Thành ủy thẩm định nội dung này. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Người dân sinh sống dọc tuyến DT378 đi qua địa bàn các xã Hải Triều, Đức Thắng, Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn chở cát làm vương vãi vật liệu trên tuyến đường diễn ra nhiều năm nay. Nay lại có dấu hiệu tái diễn. Các xe này chạy với tốc độ cao khi vận chuyển cát đã làm vương vãi đất cát xuống đường, gây ô nhiễm môi trường, khiến cho tuyến đường trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Các xe chở cát đều không che chắn bạt kỹ càng cẩn thận, làm cát rơi vãi khắp mặt đường. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tránh hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra, đề nghị Công an huyện Tiên Lữ và các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Toyota Việt Nam đang thực hiện đợt triệu hồi quy mô lớn với số lượng gần 26.000 ô tô đã bán tại Việt Nam như Veloz, Avanza, Yaris, Cross. Đợt triệu hồi này được triển khai ngay cận Tết Nguyên đán 2024 khiến nhiều khách hàng lo lắng. Theo Toyota, các mẫu xe trên dính lỗi phải triệu hồi để siết chặt lại ốc giảm chấn trước. Do vấn đề thiết kế, lực siết đai ốc giảm chấn có thể không đủ. Trong quá trình sử dụng xe, đai ốc giảm chấn có thể bị lỏng gây ra tiếng kêu bất thường. Trong trường hợp xấu nhất, đai ốc giảm chấn có thể bị rơi ra khiến xe thiếu ổn định trong quá trình sử dụng.
Số lượng xe ảnh hưởng đến việc xiết lại đai ốc giảm chấn trước là trên 25.900 xe, có giai đoạn sản xuất ngày 6 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023. Các xe thuộc diện chịu hồi sẽ được khắc phục miễn phí tại đại lý. Từ tháng 9 năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ chính thức tuyển sinh chuyên ngành về game, tức là trò chơi điện tử, số lượng chỉ tiêu là 200 sinh viên. Ngành học này được mở ra để bắt nhịp xu hướng thị trường và xã hội. Sinh viên theo học ngành học này sẽ được đào tạo kiến thức tư duy sáng tạo nội dung các game theo định hướng tích cực, thiên hướng về game học tập, sử dụng được các công nghệ ứng dụng đa phương tiện để xây dựng hiệu ứng cho game. Qua đó, nhà trường sẽ cung cấp nguồn nhân lực thiết kế game có thể tham gia thị trường công nghệ game của thế giới. Chương trình đào tạo của chuyên ngành này sẽ được thiết kế gắn kết với các doanh nghiệp. Những ngày gần đây, nhiều đám lửa tự bốc cháy trên dãy của một hộ dân ở xã vùng sâu huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Vào cuộc xác minh, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều đám cháy tự xuất hiện, không có tác động của con người. Các đám lửa tự phát lên từ đất của một hộ dân không rõ nguyên nhân. Hiện tượng này xuất hiện nhiều lần. Có lần đám lửa tự phát lên trong chòi dãy, gây cháy quần áo của người dân. Người dân cho rằng đây là do hóa chất từ thời chiến tranh còn sót lại, gặp môi trường thích hợp thì tự phát cháy. Trong khi đó, lãnh đạo huyện Ea Súp cho biết, theo nhận định ban đầu, có thể là do cháy phốt pho trong tự nhiên, chứ không phải phốt pho trong bom đạn. Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi, yêu cầu người dân quét dọn lá khô, dọn dẹp đồ đạc trong chòi dãy để đảm bảo an toàn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản cho biết chỉ số giá tiêu dùng lõi ở nước này năm 2023 tăng 3,1% so với năm trước đó, đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ năm 1982 do chi phí thực phẩm tăng và đồng yên yếu hơn khiến hàng nhập khẩu đắt hơn. Theo số liệu thống kê, CPI ở Nhật Bản trong tháng 12 vừa qua tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này thấp hơn so với mức 2,5% trong tháng 11, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ trong tháng thứ 21 liên tiếp. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, phí khách sạn tăng 59% trong tháng 12, trong khi hóa đơn tiền điện giảm 20,5%. Các số liệu mới nhất này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi các doanh nghiệp tăng lương trước cuộc đàm phán mùa xuân hàng năm giữa chủ sử dụng lao động và liên đoàn lao động. Mức lương thực tế trung bình ở Nhật Bản được điều chỉnh theo lạm phát trong tháng 11 vừa qua đã giảm tháng thứ 20 liên tiếp, cho thấy lạm phát tiếp tục phủ bóng lên hiệu quả của việc tăng lương. Một đám cháy lớn mới bùng phát tại một bãi rác bên ngoài thủ đô Panama City của Panama, gây ra khói độc buộc người dân phải sơ tán. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Lực lượng cứu hỏa cho biết, đám cháy xảy ra tại bãi rác có tên là Cerro Patacon, có diện tích hơn 130 hectare, là bãi rác lớn nhất ở nước này. Đã có khoảng 8 hectare diện tích bãi rác bị ảnh hưởng của đám cháy. Theo giới chức Panama, khoảng 28.000 lít nước đã được sử dụng để phun khắp khu vực và khoảng 60% đám cháy được kiểm soát. Dự kiến tới ngày 20 tháng 1 theo giờ địa phương có thể khống chế khoảng 90% đám cháy. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Panama thông báo, nhà chức trách đang tiến hành sơ tán để bảo vệ người dân khỏi lửa và khí độc. Các trung tâm y tế cũng đã được thành lập để điều trị các trường hợp bị kích ứng thị giác và các vấn đề về hô hấp. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Panama Laurentino Cortizo cũng cho biết một kế hoạch hành động được kích hoạt ngay khi đám cháy bùng phát. Ngày 19 tháng 1 tại Ấn Độ đã xảy ra một vụ lật thuyền khiến ít nhất 12 trẻ em và 2 giáo viên bị đuối nước. Vụ việc xảy ra khi các giáo viên và các học sinh này đang tham gia một buổi dã ngoại. Theo giới chức địa phương, chiếc thuyền bị lật trên hồ Hani ở thành phố Vadodara, cách thủ phủ Gandhinagar của bang Gujarat khoảng 127 km về phía đông nam. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 20 người và đang tìm kiếm một số người được cho là mất tích. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu người trên thuyền khi tai nạn xảy ra. Một quan chức cảnh sát cho biết các học sinh gặp nạn có độ tuổi từ 7 tới 13 và đang theo học tại một trường ở Vadodara. Truyền thông địa phương cho biết việc chở quá đông người có thể là nguyên nhân dẫn đến lật thuyền. Tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa xác nhận và đang điều tra để làm rõ vụ việc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.